Kính thưa quý vị khán giả, ngày nay với nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, các spa và thẩm mỹ viện mọc lên như nấm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thậm chí là vẽ ra nhiều kiểu làm đẹp mới mẻ nhằm thu hút khách, trong đó có phương pháp là hút chì thải độc da. Dù là một phương pháp mới nhưng hầu như không ai đặt nghi vấn, các thượng đế đặt niềm tin tuyệt đối vào phương pháp làm đẹp này, không tiếc bỏ ra hàng tá chi phí và cả thời gian chỉ mong sở hữu làn da mặt căng bóng mịn màng và không còn độc tố. Nhưng sự thật phũ phàng, đây thực chất chỉ là một trò lừa. Và lừa như thế nào, tinh vi ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ chuyên gia. Theo nghiên cứu mới đây, phái đẹp là đối tượng dễ bị nhiễm độc chì từ mỹ phẩm và thuốc nhuộm tóc. Hầu hết các loại mỹ phẩm chăm sóc da đều chứa kim loại nặng không tan. Nó dễ tích tụ ở màng dịch tế bào, đặc biệt là chì, nhất là thành phần trong phấn trang điểm hay là son môi chứa hàm lượng chì khá cao, dễ gây kích ứng cho da và cơ thể. Dễ dàng nhận biết thông qua các biểu hiện da bị nám, tàn nhang, đồi mồi, da trở nên sạm màu, xỉn màu, hệt như màu chì và có nhiều đốm đen xuất hiện, da bị lão hóa, độ đàn hồi kém, dễ bị chảy xệ và nhăn nheo. Nặng hơn sẽ xuất hiện mụn mủ, mụn mọc, mụn cám hay sần sùi, khô ráp. Điều đáng nói, chị em rất ưa chuộng các loại mỹ phẩm có độ lì cao. Tuy nhiên, những sản phẩm càng bám dính thì càng có nhiều chì. Nếu lạm dụng, làn da sẽ ngày một mỏng đi, trở nên yếu ớt, thiếu sức sống, ảnh hưởng đến tinh thần người dùng, làm giảm hiệu suất công việc và cuộc sống. Chính vì những lý do trên, các chị em và cả nam giới tìm đủ mọi cách thải độc chì, lấy lại làn da trắng mịn hồng hào. Cũng từ đó mà phương pháp hút chì ra đời để phục vụ khách hàng. Trong khoảng 2 năm nay, từ khóa hút chì trở nên rất hot trong ngành làm đẹp. Nhân đó, các spa tung hô liệu pháp này bằng những lời quảng cáo đầy sức thuyết phục. Hút chì giúp lấy hết lượng chì và độc tố trong da, làm sạch sâu tận lớp biểu bì, giúp da sáng mịn tức thời, ngăn ngừa mụn, nám, tàn nhang, giảm dị ứng, mẫn cảm cho da. Mình cũng có lo, thỉnh thoảng mình đi làm thì họ sẽ hút những cái cặn bã của những cái mỹ phẩm tàn dư trong da của mình đó. Thì sau mỗi lần làm thì mình thấy da của mình nó sạch hơn, mình dùng mỹ phẩm thì nó ăn vào da hơn. Kiểu như hút được tất cả các bụi bẩn bên trong là làm đẹp làn da. Mình nghĩ nếu mà nó hút thì nó chỉ làm giảm bớt một phần thôi chứ không hẳn là hút hết. Tại vì bên trong cơ thể người mình mà nó có thể tồn tại những chất mà nó nằm ở đâu đó mới vào không thể nào biết được, mà mình cũng không thể nào biết được vị trí chính xác của nó để hút ra. Khi thực hiện hút chì, nhân viên thẩm mỹ sẽ bôi một dung dịch lên da của khách hàng, sau đó thì dùng máy chuyên dụng điện di khắp vùng mặt. Sau ít phút, dung dịch trở thành màu xám đen. Các nhân viên cho biết đó chính là chì và độc tố vừa được hút ra. Sự thật liệu có đúng như vậy hay không? Hiện tại không có một chứng minh về y khoa là chúng ta có thể hút gì bằng cách chúng ta điện di lạnh ở trên bề mặt da chúng ta, rồi một hồi thì chúng ta sẽ thấy cái đen đen đó là chì. Và thực sự ra cái viên mà chúng ta biết là cái viên chì á, mọi người hay thấy là nó hơi như là cái viên dầu cá, sau đó người ta bẻ ra thì trong đó là những cái thành phần là oxit chì. Lúc mà người ta điện di ở trên bề mặt da chúng ta đó thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái sự ma sát và sẽ tạo ra cái màu đen ở trên bề mặt da chúng ta, thì người ta gọi đó là chì. Nhưng thực tế thì không thể nào mà hút chì một cách dễ dàng như vậy được. Hút hết chì xong thì chúng ta có thể đẹp da, sạch mụn, hết nám, và đó là một điều hoàn toàn trái khoa học. Tiếp theo nữa là khi chúng ta đưa những cái chất đó ở trên nền da chúng ta, đôi khi chúng ta lại bị tiền mất tật mang. Vì nếu như oxit chì vô tình bị hấp thụ vào làn da chúng ta và có thể chúng ta sẽ bị nhiễm độc chì. Và khi chúng ta bị nhiễm độc chì có thể dẫn đến tình trạng chúng ta bị viêm dạ dày, mặc dù chỉ thoa ở trên bề mặt da chúng ta thôi. Và ngoại trừ ra chúng ta còn bị viêm nhiễm trùng trên bề mặt da. Nếu da chúng ta đang bị tiếp xúc những cái mô hở ở trên bề mặt da, nó sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm trùng ở trên bề mặt da chúng ta. Và ngoại trừ ra nữa thì đối với những trường hợp chúng ta bị nhiễm ngộ độc chì, chúng ta sẽ cảm thấy bị mệt mỏi và cảm thấy nặng ngực, khó thở. Thì đó là trong số những nguyên nhân chúng ta bị nhiễm những cái loại kim loại ở trên bề mặt da của chúng ta. Như thế, liệu pháp hút chì trên da là không có cơ sở khoa học. Chưa kể, ăn theo trào lưu hút chì, hàng loạt sản phẩm cùng công dụng ra đời được rao bán tràn lan trên thị trường như máy hút chì tại da, giá cả đa dạng từ vài triệu đến vài trăm, thậm chí có loại chỉ 29.000 đồng. Hay mặt nạ hút chì chỉ cần đắp và thư giãn, chì sẽ tự động được hút ra. Đây là chuyện hết sức vô lý, tuy nhiên vẫn có không ít người mắc lừa. Thực chất, Bộ Y tế chưa hề cấp phép cho một loại mỹ phẩm nào có tính năng khử độc chì. Việc mà thải độc chì, chúng ta thường xuyên chúng ta xông hơi ở nhà, trung bình là từ 5 đến 7 phút. Chúng ta có thể xông chung với xả nè, hoặc là chúng ta xông với chanh. Chúng ta có thể làm cho lỗ chân lông chúng ta thông thoáng. Đối với bệnh nhân bị mụn thì
cái nguyên nhân chính vẫn nằm ở trên cái yếu tố là tuyến bã nhờn của chúng ta nó gặp vấn đề như thế nào, lỗ chân lông của chúng ta nó có thông thoáng hay không, và cái tế bào sừng của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào. Hoặc là chúng ta đang cần muốn có da chúng ta mịn màng, khỏe và nó đẹp, thì chúng ta cần phải có những cái chế độ chăm sóc da, không chỉ là chúng ta thải độc như là thải độc chì, mà chúng ta còn cần phải có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý thì da chúng ta mới có một làn da khỏe và đẹp được. Nhiễm độc chì dạng nặng có thể ảnh hưởng đến thần kinh và nội tạng nên không thể xem thường, cần tìm gặp bác sĩ da liễu ngay khi có dấu hiệu nhiễm độc chì, thay vì đặt nhan sắc và sức khỏe bản thân vào tay của các spa làm đẹp. Thưa quý vị, làm đẹp là nhu cầu tất yếu, nhưng làm đẹp sao cho khoa học lại là chuyện khác. Làn da đại diện cho nhan sắc của mỗi người, khi có vấn đề về da sẽ ảnh hưởng nhiều đến mặt tinh thần, đến mặt công việc và cả sinh hoạt. Vì thế phải tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị tận gốc, không nên tự tìm hiểu và dùng những biện pháp chưa được chứng minh bằng khoa học, tránh tiền mất tật mang quý vị nha.